Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Chín quyển sách hay về kỹ năng thuyết trình ấn tượng và hiệu quả. Làm thế nào để có một bài thuyết trình hay và ấn tượng trước mọi người? Kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng khó mà không phải ai cũng có khả năng ăn nói lưu loát, trình bày thuyết phục trước mặt công chúng. Sau đây, Duy Anh Web sẽ review cho bạn những cuốn bestseller trong top sách kỹ năng thuyết trình mà được đánh giá hay và ấn tượng nhất. Cùng tìm hiểu thôi nào. Một nghệ thuật thuyết trình giỏi. Kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng không thể thiếu của những người thành công. Nhưng với nhiều người nó lại trở thành nỗi sợ hãi cực kỳ lớn. Hãy biến micro của bạn thành vật yêu thích để chinh phục tất cả người nghe. Khả năng diễn thuyết tốt trước mọi người có thể giúp công việc của bạn phát triển tới 50 hoặc 60 năm. Chấm. Một người nào đấy có thể có một ý tưởng hay nhất thế giới, hoàn toàn độc đáo và mới mẻ. Nhưng nếu người ấy không thuyết phục được nhiều người khác thì chẳng có ích gì. Sức mạnh của lời nói hay mới đây đã có một sự chứng minh mạnh mẽ. Donald Trump bước lên chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ qua một cao trào hùng biện tài tình. Một lần nữa, ông đã chứng minh điều không cần phải chứng minh. Kỹ năng nói chuyện rõ ràng, đầy thú vị vẫn làm lay chuyển lòng người cả về mặt tình cảm lẫn hành động. Luôn luôn có điều gì đó đầy hứng khởi khi nghe một diễn giả tài năng truyền đạt những lập luận thuyết phục. Tác giả cuốn sách sẽ giúp bạn đọc nắm bắt những nguyên tắc căn bản của nghệ thuật thuyết trình. Từ cách viết một bài diễn văn đến cách trình bày trước đám đông. Hai, nâng cao kỹ năng thuyết trình. Sách cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực với sự hướng dẫn từng bước cụ thể, giúp bạn cải thiện sự tự tin, chuẩn bị tốt hơn và làm chủ được nghệ thuật thuyết trình. Không chỉ giúp bạn vượt qua nỗi lo âu khi thuyết trình với PowerPoint, sách còn đưa ra những bộ công cụ thực tế cần thiết cho sự phát triển kỹ năng thuyết trình. Để bạn tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh, bạn sẽ tìm thấy giọng nói và phong cách của mình khi truyền đạt thông tin đầy sức thuyết phục và ấn. 3. Kỹ năng thuyết trình hiệu quả. Hành trình ngàn dặm luôn được bắt đầu từ bước đi đầu tiên. Và hành trình đến với kỹ năng thuyết trình thành công của bạn nên được bắt đầu từ quyển sách này. Đây sẽ là một hành trình đầy thú vị và thư giãn, đồng thời cũng là một hành trình thiết yếu để bạn có thể vươn đến thành công trong sự nghiệp của mình. Ngày nay, các công ty ngày càng nỗ lực để tối đa hóa hiệu quả hoạt động với nguồn lực tối thiểu. Điều này có nghĩa là khả năng sắp xếp và thảo luận thông tin một cách lôi cuốn, sao cho có thể kích thích suy nghĩ và hành vi của người khác, sẽ gia tăng giá trị của bạn với bất cứ tổ chức nào. Nếu bạn mong muốn được thuyết trình và học hỏi để cải thiện kỹ năng này thì bạn đã nắm chắc trong tay tấm vé dẫn đến một tương lai đầy tươi sáng và thú vị. Thông qua kỹ năng thuyết trình hiệu quả, tác giả Alison Lester sẽ hướng dẫn cho bạn xuyên suốt con đường này. 4. SBA Gai To. Trình bày thuyết phục. Trình bày thuyết phục là cuốn sách trong bộ SBA Gai To nhằm mang đến cho người đọc những kỹ năng cần thiết để tạo dựng bài thuyết trình hiệu quả. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn cách xác định đối tượng người nghe, thông qua đó xây dựng ý tưởng, lựa chọn câu chuyện, thiết kế các slide cho phù hợp. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Bên cạnh đó, tác giả cùng trao đổi những kinh nghiệm làm sao để bạn có thể khắc phục những vấn đề tâm lý, những sự cố kỹ thuật khi trình bày, từ đó làm chủ sân khấu và tương tác tốt với người nghe. 5. Thuật thuyết trình. Nói sao để gây ấn tượng và tạo ảnh hưởng. Đây là một cuốn sách thực hành. Khởi đi từ những bài tập hít thở, đẩy âm thanh từ bụng, luyện giọng, phát âm rõ ràng, cho đến tạo tư thế, cử chỉ, điệu bộ và những sách lược thu hút sự chú ý, đại hiệu quả tối đa. Từ đó tạo ra sự thành công cho bản thân và đạt sự mến mộ của những người xung quanh. 6. Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp. Trong cuốn sách này, tiến sĩ Sikola sẽ giúp bạn xác định điểm mù trong giao tiếp, khoảng cách giữa điều bạn muốn được mọi người cảm nhận khi bạn nói và cách bạn thực sự thể hiện. Điều này cản trở bạn đạt được mục tiêu của mình như thế nào. Khám phá những phương pháp sử dụng giọng nói nhằm thu hút người nghe. Học cách điều chỉnh phong cách nói để bạn thể hiện được dáng vẻ lãnh đạo chân thực nhất khi tiếp cận với mọi đối tượng. Vượt qua rào cản tinh thần để nói một cách tự tin và hấp dẫn trên sân khấu, trên máy ảnh hoặc thậm chí trên điện thoại. Thực hành cách kể chuyện lôi cuốn, đưa dữ liệu cuộc sống của bạn vào các bài thuyết trình. Tìm hiểu phương pháp kết hợp tất cả các phần này lại với nhau giúp phản chiếu hình ảnh lãnh đạo tốt nhất, tối đa hóa ảnh hưởng và tác động tích cực của bạn. 7. Thật đơn giản, thuyết trình. Trong cuốn sách kỹ năng này, bạn sẽ tìm thấy những hướng dẫn chi tiết cho từng công đoạn của việc thuyết trình, như hiểu hoàn cảnh thuyết trình, lập kế hoạch, viết nội dung thu hút, sử dụng các kỹ xảo âm thanh, màu sắc. Ngoài ra, bạn sẽ được hướng dẫn những cách thức đối mặt với sự sợ hãi, hiểu được thính giả và thu hút họ.
Kèm theo mỗi hướng dẫn là những lời khuyên hữu ích để giúp bạn tự đánh giá và cải thiện kỹ năng thuyết trình. 8. Nói ra đừng sợ. Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu. Thuyết trình là một hoạt động khá phổ biến. Ngay từ khi còn học ở cấp phổ thông, học sinh đã được làm quen với thuyết trình thông qua những tiết học kể chuyện. Khi lên cao đẳng, đại học thuyết trình lại trở nên gần gũi hơn bởi những bài báo cáo khoa học. Khi đi làm tại các doanh nghiệp, thuyết trình lại là phương tiện để trình bày các dự án kinh doanh, các kế hoạch tài chính. Nhưng, để biến những câu nói khoa học khô khan, các dự án với các con chữ vô hồn đang nằm gọn trên giấy thành những câu nói đầy cảm xúc, tác động đến nhận thức của người nghe, khiến họ nuốt trọn từng lời bạn nói lại là một câu chuyện rất dài. 9. Bản đồ tư duy trong thuyết trình. Thuyết trình là quá trình truyền tải những suy nghĩ của bạn đến mọi người. Suy nghĩ càng thông suốt rõ ràng thì người nghe càng dễ nắm bắt. Vì thế, bản đồ tư duy là một công cụ hỗ trợ đắc lực hoạt động thuyết trình. Cuốn sách kỹ năng này sẽ hướng dẫn bạn cách thức vận dụng bản đồ tư duy để nâng cao hiệu quả của thuyết trình. Trên đây là những cuốn sách kỹ năng thuyết trình mà Duy Anh Web muốn giới thiệu đến với các bạn. Sẽ là những lời khuyên, lời hướng dẫn hiệu quả nhất dành cho bạn để bạn trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Chúc các bạn thành công! Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.